nha. Nam biết sao mà em dụa sếp hoài? Có phải anh hỏi con này em trả lời anh coi đúng không nha? Có phải em càng dụa nó càng méo càng mó cái sếp của mình nó không còn giữ được không? Đúng rồi, nó bị ăn vô chỗ này, nó bị lẹm vào chỗ này. Có nghĩa là em càng muốn nó đẹp thì nó lại càng xấu. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Tại vì em đã phạm một cái sai lầm căn bản nhất, cái điều tiên quyết nhất khi làm nail là cái câu này nè: càng dũa càng xấu. Em cứ ngồi em nghiệm coi cái câu nói của anh đúng hay không nha. Càng dũa bao nhiêu càng xấu bấy nhiêu. Khi mà mình nghiệm nó rồi mình sẽ biết cách mình làm cho móng mình là đẹp. Có nghĩa là dũa ít lại là nó đẹp. Ha. Bây giờ anh sẽ chỉ cho em cái cách dũa ít mà đẹp ha. Bây giờ em, anh hỏi em là em đắp cho khách móng về em muốn đắp một cục hay hai cục? Thường là em làm hai cục tại cái phần trên. Ok, vậy giờ em muốn anh hướng dẫn một cục hay hai cục? Hai đi, cho em quen. Ok, hai cục nha. Hai cục thì dễ lắm. Gì khó hết. Lấy cục 1, 1, 2, 3. Thả 80% ra đây. Rê nó xuống. Sửa cục 1 lại. Anh đang xài 100% liquid EMA mà tại sao nó vẫn không chảy? Tại vì cái cách lấy bột của anh. Nè em coi nó đứng yên, nó phải nó đứng yên như hình hàng một pho tượng không? Nè vuốt là đi nè. Còn anh đang đắp lần sai mới số 16 nha. Cái giai đoạn này vô cùng quan trọng là chấn lấy sếp, chấn lấy sếp và chấn lấy sếp. Thì ở đây cho Nam thấy là bột nó đang còn dẻo đúng không? Có phải mình chấn cái là nó đi vô cái sếp này không? Nó là cái bí quyết để mà cho mình vũ ít đó. Đó, càng vũ ít càng đẹp. Rồi, cái thứ hai không? Cục bột thứ hai nè. Thả lên cái khóe nè. Mình lừa không? Mình đưa nó vô trong cái khóe không? Mình giật cây cọ ra. Mình rê cái bên đây mình vuốt xuống cái. Mình rê cái bên đây mình vuốt nó xuống cái. Có phải nó lem ra chút xíu không? Đưa nó vô. Nè, thấy nó lem ra không? Đưa nó vô nè. Thấy nó smooth cái móng của em chưa? Nếu như em xài một cây cọ nó quá yếu đi thì cái chuyện mà vét bột này là em không thể em làm, tại vì cây cọ quá mềm. Ha. Rồi cái giai đoạn thứ hai nè, Nam thấy nãy giờ anh làm cái thao tác gì? Có phải anh dùng cái mũi cọ này anh dậm nó vô để chi mà biết không? Để mình vũ ít. Để cho cái cuticle của mình nó sát ra nó xuống. Vũ cái bật cái là xong cuticle mình luôn. Chứ mình không có vũ nhiều, càng vũ nhiều thì nó càng xa khóe, nó càng xấu cái móng của mình. Là đắp hai cục. Vậy còn đắp một cục thì như thế nào? Thì chắc chắn đắp một cục thì mình phải làm nhanh tay lên chút xíu và mình lấy bột nhiều hơn chút xíu. Nhớ cái tay của mình cầm cái tay khách nè. Cầm nè. Nhớ đừng có để yên vậy mà làm nha. Mệt lắm nè. Phải vậy nè. Ha. Di chuyển cái tay của người ta để mà mình dễ mình làm. Hello. You look beautiful today. Thả cái bột cho tròn khỏe nè ha. Rê xuống ha. Lập tức dốc cái tay xuống liền. Chưa còn lấy nước dặm giấy. Chàng ra, dán nó vô. Nhiều nước vào tay bớt ha. Hay nó thiếu bột ở giữa không? Da sầu thoát xác nè. Nghe chưa? Vô giữa để vuốt.
đều bột như đều đào không? Chỗ nào thiếu là mình đều nó vô liền. Nhớ, nhớ cái điều gì? Em đi travel á, em ký gửi hai kiện hành lý thì em móc phải ra đủ hai kiện hành lý nha. Chứ không phải là em móc, em cắt bột xong rồi em để cái hai cái vali của em nằm ở dưới luôn. Ừ. Lát hồi vũa thấy bà nội luôn. Nhớ nha, ký gửi hai cái phải lấy ra đủ hai cái. Để ăn chi? Để ăn chi? Để mình vũa ít thôi, mình không cần phải lật cái tay lại mình vũa nhiều. Có nhiều người á, bột nó dưới đây, động dưới đây, nó ủa sao không vét bột ra đi? Ừ. Đâu sao đâu, lát hồi lật tay lại vũa. Ừ. Rồi hỏi sao làm cái tay cả tiếng rưỡi đồng hồ. Cũng quá nhiều thời gian trong mấy cái chuyện tầm xàm đi. Thả cô bột nè. Dốc cái tay xuống liền ha. Ừ. Bột nó đang ướt không làm được gì hết, tại vì cái này đang đắp liquid 100% liquid EMA. They selling over here the monomer chisel. Bên trái bên phải nè, nhẹ nhàng như cung đàn không, nhịp nhàng và dịu dàng. Nào mình chấn một cái nè. Móc của bột ra nè. Cái chỗ này anh muốn cho nó dày bột lên chút xíu thì anh lấy chút xíu ở đây. Thêm xíu thôi nha. Đừng nhiều quá. Kiriko không bao giờ cho nó dày hết. Nó đủ thôi. Đó. Chân lấy xếp. Nhớ cái thao tác chân lấy xếp nha. Trời, cái móng này mà sao nó thẳng quá vậy? Móng này nó thẳng quá mức quy định luôn á. Rồi. Thả cục bột lên đây nè, rê cục bột xuống nè. Em dốc cái tay xuống, trong khi em dốc cái tay xuống em chùi cỏ em lấy nước dặm giấy nha. Ừ. Trái nè, phải không? Phải nè, vô giữa nè. Nhịp nhàng và dịu dàng nè. Nhẹ nhàng và dịu dàng nè. Em thấy lúc này cái móng của em nó đã không còn méo nữa chưa? Ừ. Nó không còn đổ nữa em thấy chưa? Ừ. Cái bên nào mà nó đổ anh cho bột nó dày lên chút. Cái bột bên kia anh hạ xuống chút. Ừ. Để anh lấy cái ba len lại cho cái móng á. Bây giờ em nhìn vô em không biết cái móng của em nó méo luôn. Ừ. Đúng rồi. Thấy chưa? Có phải cái móng bên đây nó bị đổ qua anh đây không? Bên đây dày nè, bên đây mỏng nè, thấy chưa? Ừ. Đó. Nó có cái mẹo của nó hết. Mình canh chỉnh nó, mình giống như là một cái người thợ xây vậy đó. Mình là người thợ xây, mình làm sao cho nó hợp lý ha. Ừ. Nè, Nam coi coi, Nam lật cái móng lại coi. Nam coi có phải cái chỗ này nó dày hơn không? Dạ. Chỗ này nó mỏng hơn không? Dạ, đúng rồi. Có chủ đích, tại vì em thấy cái móng của em nó bị lật, nó bị đổ qua bên đây. Nó đổ qua bên đây thì mình phải build cái móng của mình nó dày lên đây. Để nó flat, nó ngang lại. Chứ bên đây mà nó đã đổ rồi, còn đắp mỏng bên đây mà đắp dày lên nữa, còn đổ hơn nữa. Đó, mình phải có cái sự hài hòa trong cái móng của mình. Nhưng mà mỏng là mỏng ngay cái khúc dưới đây thôi nè. Chứ còn trên đây là phải dày nha. Chứ không có dày, nó gãy á.
Rồi bây giờ xong cái phần đắp bột chưa? Có cái câu hỏi nào mà tại sao anh đắp bột mà nó không chảy mà bột cứ nằm yên không? Có biết tại sao không? Ok vậy, là... mà giờ muốn biết không? Dạ anh chỉ em. Ok rồi để anh chỉ em nha. Dạ. Lấy cái gì? Minh ơi, Minh. Dạ. Em có cái móng cái cây móng giả dài dài không Minh? Để anh chỉ cho cái anh này chút. Em có cái cây sample này không? Em cho anh mấy cây rồi. Cái sample ok, để em lấy cho. Thank you em. Rồi, nè, anh chỉ cho Nam nè. Em muốn cái bột của em á mà nó không chảy đúng không? Ừ. Nó có cái mẹo của nó hết mà anh không nói em không biết. Đây là cái hũ bột, đây là hũ ly quỳnh. Ừ, yeah. Đúng chưa? 100% EMA. Dạ. Nè. Nè. 1 2 3. Không chảy. Nè em không tin nè, anh đã lên móng nè. Nè chảy không? Ừ. Sao? Ha, tại sao? Ha, tại sao? Nó có cái bí kíp của nó hết. Còn bây giờ nè, anh lấy bột y chang như vậy luôn. Mà nó chảy tè le cho em coi nha. Ừ. Thấy gì chưa? Ừ. Thấy gì chưa? Chảy quá trời. Thấy gì chưa? Ừ. Nó chảy mà nó mất kiểm soát luôn. Chùi chùi đi. Em biết cái chỗ mấu chốt vấn đề nằm đâu không? Theo Nam nghĩ nằm đâu? Chắc là do cái này nhiều quá. Ừ? Cái này chắc cái này nước nhiều quá ha. Một phần nhỏ thôi. Đúng là nước nhiều thì nó sẽ bị nhão cơm. Ừ. Cơm nó sẽ bị nhão nhưng mà em biết sao. Ừ. Nè coi kỹ lại nha. Ừ. Nằm đây nè. Nè. 1 2 3 có phải cái nhịp thứ ba anh nhấp vô anh ngâm nó lâu chút không? Ừ. Cái đó là cái bí quyết. Em thả cục bột này nó đứng yên này. Đứng yên ha. Nhưng mà nó không chảy luôn. Đó. Thì mình không biết hoặc là mình lấy cục bột. Nè, mình lấy này nè. Mình thấm như giấy chút xíu. Mình bỏ lên. Ha. Ừ. Nó lại vậy đó. Dạ. Ok. Rồi chùi cọ đi. Nhớ cây cọ nó là một cái linh hồn của mình nha. Yeah. Một cái linh hồn của một người đam mê. Luôn luôn phải giữ cho cây cọ nó sạch sẽ bằng bất cứ giá nào. Đông khách cỡ nào đi chăng nữa. Tóc xong phải chùi đi. Rồi mình mới chạy khách. Cây cọ nó là cái người bạn đồng hành của mình ra trận mạc đó. Đừng có phụ bạc đó nha. Rồi. Bông chưa đi ha. Dạ, một cái. Ok. Bông, dạ. Để anh nặng cho em bông chưa đi luôn. Anh này anh tên Nam nhưng mà anh yêu hoa mà thương bông lắm nha. Đây coi nãy giờ có bạn nào comment không quên cái vụ camera luôn. Nãy giờ không quên cái vụ livestream luôn. Bởi vậy nãy giờ tiết lộ quá nhiều bí mật của quốc gia đi. Ok nha các bạn. Bây giờ mình vũ máy vũ làm sao? Ha, mình vũ máy làm sao cho nó ít thôi, vũ ít thôi mà nó lại sạch nè. Thực sự ra Nam biết sao? Đâu ra đó xong xuôi hết. Đúng rồi. Không còn gì để mà vũ nhiều hết. Ừ. Mình vũ nè, mình vũ nhớ mình vũ nhẹ thôi. Mà nhớ muốn không bị clip thì banh cái khóe bên đây mình clean up cái khóe của mình. Hồi nãy nhớ cái giai đoạn mà vét bột hai bên hông không? Ừ. Mình vét bột thì mình vét thôi chứ mà nó cũng còn chút xíu. Ừ. Chứ nó chưa có sạch đâu.
Nam thấy anh Vũ mình, anh có nhấc cái đầu Vũ lên không? Ừ, không. Không có Vũ mình theo cái kiểu này nha. Ừ. Lúc mà bỏ xuống nó sẽ bị ăn đúng không? Nó sọc cái móng của mình nè, sờ coi phải nè, lấy cái tay sờ. Lấy cái tay sờ phải bị sọc không? Đúng sọc rồi. Ngang thấy chưa? Dạ, đúng rồi, thấy luôn rồi. Đúng chưa? Đó. Phải nhớ mình vũa mình á, mình không có đồng hồ mới nha. Đồng hồ này hả? Đồng hồ này mua trong rốt á em. Mua trong rốt á. Anh đã không muốn nói rồi, em hỏi hoài quỷ sứ à. 15 đồng cái em ơi. Anh mua lần anh mua 15 cái để mà hết pin cái anh thay luôn. Anh lấy đồng thằng anh dục anh đeo cái khác. Coi Vũ mình nè. Ai xài nước gì? Anh xài nước gì vậy? Em đắp lúc nào cũng chảy tùm lum, không bao giờ lấy bột gọn gàng. Anh xài ly quịch của Chisel EMA á em. Ha, thấy anh dùng cái cây vũ anh lấy xếp luôn à. Để em làm được cái chuyện này á thì cái cây trụ của em nó phải cứng. Để nó không bị lật cái đầu vũ ra ha. Ok. Chào anh Phong, xem like anh học được nhiều. Chúc gia đình anh sức khỏe. Thank you Việt anh em nha. Thank you very nhiều nha. Các bạn có thương mến Phong thì share giùm Phong cái video này ra nha các bạn. Hết Phong nhấn cái nút share ra ha, share cho mọi người để coi, vô coi để học hỏi. Ha các bạn. Tại vì Phong không có share được nhiều, Phong share nhiều nó block Phong lại á, là các bạn không có coi được luôn. Thì các bạn hết Phong share cái video này ra. Đây đó là một cái cách mà để giúp Phong lại ha. Mình giúp qua giúp lại ha. Cuộc đời này mình phải níu nhau mà sống các bạn ha. Phong cũng cần phải níu các bạn, mà các bạn thì níu Phong ha. Chúng ta níu nhau mà sống nha các bạn. Hết Phong share cái video này ra nha các bạn. Đâu có mất mát gì đâu. Đúng không nè. Nhấn cái share đâu có mất mát gì đâu ha. Không có đè cái đầu vũa nha. Em muốn thử cái cảm giác mà đè đầu vũa nó như sao không? Nó nóng đúng không? Nó đau. Ừ. Muốn thử không anh? Thôi hả? Thử đi chứ, thử cho biết mùi. Thôi. Đi thử đi, chút đi. Lát hồi anh chỉ cho em. Mình mài khóe vào Kiriko sao cho không bị vô tay khách anh hép em với. Trời ơi. Trời ơi. Châu Vi Viền. Để anh đọc lại comment nha. Mình mài khóe vào Kiriko sao cho không bị vô tay. À, khách anh hép em nhé. Em đã mài vô Kiriko nó phải vô tay hiện nay chứ. Em không có được mài vô tay người ta nha Vivian, Châu Vivian hả? Em mài á, nè anh nói lại với em cái cách mài ha. Nè lấy cái này đi, nè. Cái thứ nhất á, đầu tiên á, em banh cái khóe ra cho anh để em thấy được em vũ nè.
em dựng cái cây dũa đứng vậy ha, em dũa cái cạnh xong chưa, em dũa cạnh xong nè, em mới ngang cái tay ra ha, em mới ngang cái tay ra, tại vì bây giờ em dũa bên đây mà em cái tay của em mà phải để vậy thì có phải là em phải lật ra vậy để em dũa không, lật cái tay ra nè, nhưng mà đến khi mà em qua bên đây nè, em phải chở cái tay của em lại để em đi một cái đường dũa rất là smooth ha, nó có một cái sự uyển chuyển từ 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 ngang ra hả ha. Bà nhớ là mình không có gì mà nhiều, nhớ nãy em nói không, càng dũa càng xấu, thì ở đây là mình dũa ít thôi, mình không có dũa nha, mình không có dũa nhiều nha, càng dũa càng xấu, cứ nhớ là vậy. Ok rồi, bây giờ dũa xếp nha, không có dũa nhiều và không có dũa vô tay nha em. Chào anh Phong, năm cũng chạy lum lum, nãy anh có giải thích rồi đó. Bây giờ làm sao dũa nhanh mà nó đẹp. Cái cây dũa này của em nó bén nè ha, nhớ dũa cẩn thận nha. Nè em coi nè, em biết tại sao mà cái đường dũa của em á, cái xếp của em nó có phải nó bầu, nó không có sắc sảo đúng không? Nó cong cong đúng không? Em biết lý do tại sao không? Dũa mà cứ quẹt vậy xếp nó bị đổ qua. Ừ. Ha, quẹt xếp nó bị đổ qua. Hello anh, khỏe không anh? Hôm nay tới người nè. Đúng rồi, lúc nào cũng mình thôi. Không, ở bên ông gì đâu. Hả? Nếu mà không xuất hiện bên nhau plus mà. Đúng rồi, mà bữa nay ở không có đi, bữa nay có mình em à. Nè các bạn nhấn vô một cái á, rách cái tay của người ta, thứ nhất là đau tay, cái thứ hai nữa là mất xong ứng mạnh quá, nó lẹm bột ngay chỗ này luôn ha, đây nè, nó lẹm bột luôn, thì bây giờ mình phải để cái dũa vậy nè, em thấy cái cục hay đây không, em để cái dũa vô nó không có vô được, là em lấy xếp từ chỗ đó ra. Bắt đầu anh lấy xếp ha, anh dũa cái cạnh trước nè, rồi bắt đầu anh ôm cái xếp lên. Có phải anh ôm cái xếp lên, anh không nói em không để ý thì cái tay của anh á nó trở lại vậy để cho cái cây dũa này nó ôm lên trên cái phần ngay đây nè. Để cho nó gọt lại, cho nó ôm vô. Ha? Cũng vậy luôn nè. Các bạn bữa nay các bạn muốn order những cái sản phẩm của Chiso đang có good deal thì các bạn gọi vô cho King Nail Supply nha các bạn nha. Ha. Và một cái nữa là cần phải lưu ý là cái tay của mình luôn luôn phải hô cứng lại, không để cho nó sụt xịt nha, mà phải hô cứng lại vậy nè. Và kết thúc vấn đề là mình lia cái dũa của mình, lia cái cây dũa của mình dành cho nó thẳng. Nếu như cái sidewall của em mà nó còn dạng như là nó còn dày á, mình mài nè, cái cây dũa này của em nè, em làm vậy cho anh nè. Ha, nè cây dũa nè, coi lại nè. Một đường đổ xuống là đổ xuống thôi nha. Hả? Nè, bên đây nè. Em thấy chưa? Xuống là xuống thôi. Hai cái này nè, nó chày không? Nó chày, nó nhám nè. Hả? Có nghĩa là chỗ đó nó mỏng bột rồi á. Em nhận được cọ anh Phong rồi, đắp giữ nước tốt không dính bột. Ok lắm nha. Thank you em. Ok, tay nhanh. Ok, rồi, tiếp tục ha. Nè, để cái dũa thẳng nè. Dũa cái cạnh trước là bắt đầu mình ôm cái xếp lên. Ôm cái xếp lên có nghĩa là mình lật cái tay lên. Tiếp tục ha, để cái dũa ngay đây ha.
hay cái sếp nó thẳng thớn chưa? Yeah. Đâu có gì phức tạp đâu. Nè, đặt vô nè, không? Nè, cái đặt là cái cây dũ của mình nó phải thẳng nè, không? Rồi bắt đầu mình ôm cây dũ lên nè, không? Thấy chưa? Nè, ôm lên nè. Biết tại sao cây dũ nó thiết kế cong vậy chưa? Yeah. Để cho nó vô trong đây nè. Yeah. Đó. Chứ nhiều người không biết nó, ủa sao cây dũ gì cong cong kỳ vậy? Nè, để đây nè, không? Lìa lại bên đây, em thấy nếu mà không lìa nó không chưa thẳng, thấy không? Cây dũa của mình nè, thấy không? Dũa cái cạnh trước nè. Nếu mà ai không biết á, cứ tưởng mình cứ đè cái này mình đã dũa thiệt sự nè, mình đã lên tới trên đây rồi ha. Cái dũa chiso này dũa cũng rất là tốt, 80-80 nè các bạn. Dũa bột nó đi lắm, đã luôn á. Nó ăn bột quá, dũa cái đâu nó ăn bột cái đó. Mà cái tích ruler nè, cái ruler này nó tích nè. Nó cứng nó không bị cong. Dũa mà sướng luôn á. Về dũa cái đầu móng cho nó thẳng thì sao? Để thẳng. Để nó 90 độ cho nó thẳng. Mà nếu em dũa xong rồi mà em thấy cái chỗ này nó chưa có smooth thì sao? Dũa. Vuốt nó. Vuốt nó. Xong. Xong chưa? Tới đây là em làm xong chưa? Chưa, còn trăm cái nào đầu nè. Đúng rồi đó. Đúng rồi, có kinh nghiệm nha quý vị. Quay người cái tay lại nè. Anh này anh biết hết nè. Coi live stream dữ lắm không? Coi anh không. Biết hết, quay người cái tay lại nè. Nè, thấy nó cong không? Nó cong, nếu mà mình sơn thấp cốt là cái xếp của mình không bao giờ đẹp hết. Mình quay cái tay lại mình gọt nó. Mà nhớ gọt cái đầu thì mình hô về cho nó không có đau tay khách nha. Để chút xíu nè, các bạn nhìn nè, không? Sao biết bây giờ cái này dũa ở đâu nè, nhìn vô thì bởi vì mình mới phải nhìn. Mình phải nhìn nè. Có phải cái chỗ này em nhìn nè, cái chỗ này nó hơi cong, nó hơi dày chút xíu không? Chỗ này là 1 điểm nè, chỗ này là 2 điểm nè. Rồi bắt đầu em quay tay lại em nhìn đây. Có phải chỗ nó không? Đúng rồi. Thì mình phải làm sao? Mài xuống. Đúng rồi, mài xuống là xong. Nè, để cái dũa vậy ha. Nè, thấy không? Thấy nó u không? À đúng rồi, nó vô. Đó, thấy chưa? Nè, em coi có phải cái chỗ cái cục u này nó mất tiêu rồi, thấy không? Coi kỹ lại đi, đừng có ok ủng hộ nha. Mình phải thấy thiệt sự rồi. Còn, thấy không? Đó, nó vậy thôi. Yeah. Rồi tiếp tục nè. Nhìn cục u nằm cũng là chút, cái cục u nằm đúng ngay đúng đây rồi, chút rồi. Xíu à. Đúng rồi, chút này ít hơn. Bên đây thì ok, không bị sao. Cái đầu móng cần phải thẳng hơn nè. Yeah. Đặt vô là cái là thấy cục u liền, thấy chưa? Thấy cục u nè. Ừ.
Đó, thấy không? Tiếp tục nè. Rồi, xong. Xong chưa? Giờ mới chính thức xong. Sạch bon chỗ này nó còn hơi chút xíu thôi. Mình phải làm tương tất luôn. Lát làm hoa chui đi nha. Dạ, làm cho em cái bông. Chỉ cho em làm hoa chui đi luôn. Xong rồi đó. Dạ. Thì có phải cái này nè, em nhìn coi cái tay của em bây giờ nè. Ừ, nó thẳng lại ha. Nó không có còn, nó không có còn à, cong cong dẹo dẹo nữa. Sơn thấp cốt ha, thấp cốt xài cha này. Khoan. À, phải giết nè. Bước đi. Đó là cái cách để mà mình làm sao. Xong chút. Mình làm sao cho nó mình vũ ít thôi. Nãy em thấy anh vũ ít đó. Nhưng mà nó vẫn ra nó rất là, cái móng mình nó rất là thanh khoát ha. Và bây giờ mình làm cái súp bột bay, súp bột quay để mình làm hoa chui đi.
cho lại nhìn cái cỏ đá. Ừ, coi đẹp quá. Thóp này nó bóng quá nè. Ừ, bóng ha, bóng, bóng lưỡng luôn, bóng luôn á. Bóng dễ xà bóng. Bóng đẹp. Bóng mà BD bóng còn lại mà. Lại, hai truy đi. Thôi là mình cũng xài cái hũ ly quịch nãy luôn á. Ừ, trời, đã nói là nạc nhạc nào cũng hát, sang nào cũng nhảy đó. Ok. Hoa chú đi ha, em muốn để ngón này ha. Ngón giữa đi, à, ngón đeo nhẫn. Nhưng mà không có nhẫn mà đeo. Số bộ hoài nha. Ừ. Cái bước tiếp theo em biết là làm gì không? Rồi đề cái cánh không? Không. Tách cái bột ra. Ừ. Có thấy cái chữ si không? Dạ. Nó tạo ra cái chữ si bắt đầu mà. Cái chỗ này nó dính cái hạt đen vô. Làm lại nha. Dạ. Dính vô cái liquid đó. Giờ mình lấy ra mình phải thả xuống vậy ha. Cho nó rút ly quỳnh ra. À, yeah. Cũng là một cái mới ha. Dạ. Yeah. Ừ, nè. Nhìn nè. Dạ. Yeah. Thấy chưa? Ừ. Yeah. Bắt đầu nè. Ép cái bột nó ra nè. Thấy chưa? Dạ. Thấy chưa? Đó, very easy luôn. Đó, đựng cánh rồi đó. Nhưng mà nhớ cái chỗ này nè, em phải làm cho nó mỏng xuống, biến chi không? Để cái cánh nó chồng lên nó không bị cộm. Dạ. Và em nhớ là cái tâm của cái cánh này nó nằm ngay đây đúng không? Dạ. Có phải cái cánh này tâm nó nằm ngay đây không? Dạ đúng rồi. Thì cái cánh hoa tiếp theo của em nó phải dòng sau dòng, anh không cần biết. Nhưng mà cái tâm nó vẫn phải là để xem cái tâm. Ừ. Để cho cái cánh hoa của em nó kết nối thành một cụm. Ừ. Chứ nó không có bị rời rạc cái hoa cánh này nó chẻ hướng này, cánh thì nó chẻ hướng kia. Đó, nó không có đồng tâm với nhau. Quay ngược tay lại nè. Ừ. Thấy rõ không? Dạ thấy rõ. Cái tâm của em thấy không? Cũng tắt ra. Ra chữ C đúng không? Ép nó ra nè. Có phải là cũng là cùng một cái tâm ngay đây không? Đúng rồi. Cái này để lại cho nó hơi nhọn chút cho nó đẹp nha. Rồi, thêm cánh nữa có phải là cánh ngay đây nó cũng đồng tâm mà ngay đây không? Ừ.
ha. Miễn mà cái tâm nó cùng đồng tâm là nó đẹp. Em phải có một khoảng thời gian em để cho bột nó săn săn lại em mới làm nha, chứ em chọt vô liền là nó hư á. Ép nó ra nè, 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 ép nó ra nè. Cánh cho nó uyển chuyển. Rồi em sẽ để một cái cánh ở đây, dòng này để em lắp cái chỗ này lại phải cánh này ngay đây. Vẫn luôn luôn là đồng tâm nữa hết chứ. Cái cánh bây giờ em sẽ không có banh nó to ra nữa mà em cho nó gọn lại nha. Em để cho bột nó săn lại nè. Nhớ săn chút nha. Bắt nó ra nè. Mấy cục bột thiệt là nhỏ thôi. Lúc này nó thành cái nhụy rồi. Mấy cục bột thiệt là nhỏ thôi. Em bỏ ở đây nè. Đẹp rồi. Cái chỗ dưới đây mình phải làm thêm cái hoa đây. Nên anh chừa cái chỗ này, anh không có xứng nó nhiều quá. Tại vì một cái hoa chưa có đủ đúng không? Chọn cái đây không? Em chọn cái đây cái em ngoái cho anh. Đó, xong. Ra đây. Thả một cái cánh hoa ra đây nè. Để cho nó săn lại chút xíu nha. Qui
Nhẹ nhàng thôi. Ừ. Để như thế nè. Dạ. Nhẹ nhàng. Nếu mà mình để mà nó lâu khô quá đó, mình kê cái mỏ cho mình thổi nha các bạn, nhưng mà nhớ thổi trước khi thổi nuốt nước miếng ha. Thôi là chết luôn á quý vị ơi. Đó ha. Nhờ ngay đây mình chơi thêm cái lá ngay đây cũng đẹp nữa. Ơi, anh chưa anh muốn ăn đồ nước hay đồ khô anh không? Anh hả? Ừ. Sao không được? Ủa giờ mấy giờ đây? Giờ... Ủa mới 2 giờ hả? 2 giờ à, mới 2 giờ hả? Trời, 2 anh giờ sao không được hết á? Ừ, anh giờ sao đồ nước được? Cho nó đỡ khô ha? Hả? Dạ rồi. Ai muốn ăn khô thì mình ăn khô cho nó đỡ nước. Hả? Ừ, cái lá. Anh không ăn cái bún được. Anh sao không được em? Anh sao không được hết á? Ừ, sao không được em? Đây là cái lá ừ. Nó có một cái độ uyển chuyển á. Mình làm cái này mình làm gì đam mê nhiều. Nếu mà cái này mình làm cái như những cái họ tới lấy mấy hiệu màu xanh rồi mình nặng rồi vẫn được luôn ha. Màu xanh đó hả? Được. À, cái gì vậy? À. Được hết em. À, ý là anh hỏi cho em biết nha. Ừ. Nè, từ từ nha nè. Còn anh về nó ra nè. Thấy nó ra hình thù chiếc lá chưa? Cái đó nè, bắt đầu đuổi lên nè. Đó, phải hai cái mu thôi là, hai cái mu cọ thôi, hai cái sự di chuyển của cái cọ thôi là đã ra cái lá rồi đó. Cái đó nhỏ, đẹp ha. Ừ, đưa đi thôi nha. Thêm cái này nữa, rồi thêm cái hoa như đây nữa ha. Trời, mình đã biết cách làm này, mình làm cái giống gì cũng được đó các bạn. Để cho nó khô chút nha. Vậy đẹp rồi, đừng có nặng cái dưới nè. Ừ. À. Bà đâu?
để khô chút nha. Xong. Và mình đi thêm một cái cảnh nhẹ ở đây, mình đi xuống như hôm nay là kết thúc. Để mình ăn. Đó. Cái tay mình thôi, như anh là anh cho mình thêm cảnh ở đây nè. Em thích vậy. Nó chưa cần đối lắm, ngày này cần phải cho thêm, để làm thêm cái một cái lá nữa thôi. Ok. Nhà nó cục mịch lắm, nó chưa có cân đối á. Anh thấy anh kéo không? Cái cách anh kéo là anh dùng cái mũi anh kéo nó ra mà anh nhấc cái cọ nó ra. Đẹp ha. Ngọn đẹp ha. Dễ thương. Yeah. Đó, đơn giản vậy thôi ha. Đó là mình xong cái hoa chui đi. Rồi anh nói cho em nghe những cái bí quyết để mà làm hoa chui đi nha. Những cái bí quyết mình cần lưu ý nè. Ok. Anh nói cho em biết không? Những cái bí quyết nó nằm ở đây. Cái thứ nhất em lấy cục bột lên không? Em muốn lẻ nó, em thả cục bột lên giấy luôn. Rồi em pick up cục bột lên. Cục bột của em nó sẽ không bị tan ra mà nó tụ lại. Nó tụ lại nhưng mà lá hồi nó sẽ mềm lại. Thì nó bóng như vậy. Thì em chọt cây cọ của em vô nó sẽ bị hư. Em để cho nó săn chút xíu. Lập tức em dùng cái mũi nhỏ của cái cây cọ pha chưa đi này, em nhấn nó xuống thì nó tách nó ra, tạo thành cái hình chữ C. Cái đây là cái yếu tố tiên quyết để cho em tạo ra cái cánh hoa. Rồi bắt đầu em chồn nè. Em dùng cây cọ nè. Em dập nó ra, em ém bột để cho nó đi ra ngoài. Nè, dập nè. Dập bột nè. Em đi nó ra, thấy không? Em thấy chưa? Thấy chưa? Ra cái cánh hoa, thấy chưa? Dạ. Chứ không phải là em dập như vậy không? Mà em dồn bột nó ra bên ngoài. Dạ, để nó ra ngoài. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa. Kết thúc một cái cánh hoa này là cái sự khởi đầu của cái cánh hoa kia. Thì cái kết thúc của cái cánh hoa này nó nằm ở đây thì em phải làm cho nó mỏng xuống. Để khi mà cái cánh hoa kia em trồng nó lên đây, nó không bị cộm cái này, nó bị đứt cục bột của em ra, đứt cái cánh hoa. Ha, nhỏ ra chung hồi nó. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái sự đồng tâm của em. Cánh hoa đây em dễ, em phải mường tượng là cánh hoa đây đúng không? Cái tâm nằm ngay đây thì cái cánh hoa tiếp theo nó cũng phải đồng tâm. Rồi cái cánh hoa tiếp theo nó cũng phải đồng tâm. Đó, là vậy thôi, đơn giản là vậy thôi. Mình quay qua quay lại, mình quay ngược cái tay lại mình làm. Đó. Còn làm cái cánh hoa cánh bánh bèo á, hoa bánh bèo thì dễ lắm. Làm mấy cái hoa bánh bèo. Vậy làm bên này đi anh. Ví dụ như muốn cái hoa chui đi theo kiểu này ha. Thường hoa thường thường thôi vậy. Hoa thường thường hả? Hoa bánh bèo giờ anh nói đó. Để ngay đây nè. Để một cục ngay giữa cho anh. Ha, nè, em cũng để cho nó khô khô chút nha. Để vuốt nó nhọn ra nè. Nó hơi bị ướt rồi. Quay ngược tay lại nè.
kiểu dễ nhất á. Thấy người ta hay làm này là dễ nhất rồi ha. Dạ, cảm ơn chị. Chị khỏe không chị? Chị để này. Chị sợ con nhận buộc của nó dễ. Nó dẻo quá chị. Muốn làm sao làm. Để nó khô chút nha. Cái này mình đắp hoa sao rồi. Còn bên này. Rồi cái mình để cái này. Để cho nó khô chút ha. Thêm cục bên đây. Làm 3 cục ngay đây, gắn 2 cục đai mình vô xong. Lấy tiền. Mà cái kiểu này thì nó không có đẹp bằng cái kiểu uyển chuyển như vậy. Kiểu này làm chơi cho vui thôi. Nước là em dùng nước sô la hay nước? Đúng rồi, nước sô la hả chị? Nên mình phải thấm vô trong cái giấy để cho nó khô. Để đây cho đừng chảy. Đúng rồi, nước sô la nó chảy. Chảy. Bên nào mình quay ngang quá. Làm kiểu này là làm chơi chơi cho mấy khách. Mình cũng phải biết làm chút. Hả? Tách ra. Làm vậy nhiêu ngón? Tùy à, tùy à, anh muốn điêu được cái khách nhiêu thì anh lấy nhiêu. Trên 10 đồng, chứ mà ngồi lâu nặng, à, ngồi mấy này dễ lâu lắm. Lẹ chứ. Này mình thiên về nghệ thuật rồi. Cái này tùy đi mà. Đúng rồi. Tùy đi. Này phải có thời gian mới làm. Đúng rồi. Tiệm mới đông mới ngồi ôm này. Đúng rồi, đông ngồi ôm được. Nhưng mà cái này thì điêu khách là coi như vĩnh viễn của mình. Dạ, yeah, đúng rồi đó. Tại mà vì... một bộ là mà làm ra ăn trăm mấy 200. Đúng rồi, chính xác. Hai một ngày làm 2 bộ là chị đi về giống luôn. Như tiệm vắng vắng thì đúng rồi. Ôm được chứ mà tiệm mà đông không. Chị có kinh nghiệm biêu khách. Mình làm mà nó thích mình rồi á thì muốn gì cũng được hết. Còn mình đang đua khách mà đưa cái này chắc không biết khóc bằng tiếng gì luôn á. Thêm ba cục đai mình ngay đây nè. Không làm một bông á thì được, bông thì dễ cũng lẹ. Đó. Hai cục đai mình, 1, 2, 3 cũng được, hoặc là cục lớn hay cục nhỏ, xong. Còn cái kiểu này là kiểu khác. Làm là chấm ra mình một bông thôi, gắn hộp sòn vô ăn 10 đồng. Thì nó có ok. Nói chung là nghệ thuật đó hả? Nghệ thuật. Rồi cũng không phải là ai cũng muốn làm mà làm đâu, nên là phải có quay tay. Nghệ thuật đó. Đó, hai cục đai mình ngay bên xong. Chỗ này chơi chơi thôi, tại vì làm vội thì nó không có cân á,
Là cái này thì nhiều hơn, có nhiều. Nói chung là chưa đi là mình bỏ mát là bỏ thấp. Rồi xong vậy thôi, để vậy thôi á. Để vậy thôi, chứ tại vì mình nếu mà mình sơn thóp vô nữa là nó dơ cái hoa của mình lắm. Mình để vậy cái hoa của mình nó mới sang. Còn mấy đứa thấy là tụi mình nó hay bỏ mát á. Bỏ hello anh. Không bỏ shiny. Shiny hả? Đúng rồi, bỏ shiny. Bỏ shiny để tại vì mát anh biết sao? Mát á, mình nặng cái hoa nó dính nó không có smooth. Còn cái top này là nó trơn á, mình nặng hoa nó không bị dính cái cánh hoa của mình lại. Còn nếu mà mình muốn mà làm top bột á, top soy vanilla. Đúng rồi, top cái chai này nè, bóng lắm mà nó không chốc. Đúng rồi. Dạ, cảm ơn. Đúng rồi. Bây giờ mình dễ hơn, mình thí dụ như mình làm cho khách mà dạng như mà quýt mệt bây giờ nè, mình vẽ, mình muốn mà vẽ mà cho nó thẳng luôn á. Cái này là cái đồ vẽ, nó dễ vậy, nó dễ làm lắm, ai làm cũng được hết. Nó gọi là easy product, không có kén tay làm đúng rồi. Nhưng mà mình đắp ra cái bột của nó cũng không có đổi màu nhiều, còn cái bột cứng cái đại sao đắp ra bị đổi màu. Chị giờ bột nó hay. Ngon này chứ. Đi một đường mà từ trên đây ha. Muốn vẽ đường thẳng giữ cái hơi thở của mình. Đúng. Chứ mình đến thở ra một cái là méo cái đường lại luôn. Nó bị méo. Cũng dễ thôi, không có nè. Phong mới nín thở. Đừng vẽ lâu quá nha. Thở biết mệt rồi. Thôi thẳng băng luôn đó. Mà phải cọ dài hay đâu cần nắng được không em? Cọ dài dễ cho nó dễ. Còn nếu mà muốn cọ ngắn nè, có luôn hai đầu. Nhưng mà cọ ngắn dễ mà. Em để cái này không? Em đưa đây cái. Em không cần phải vẽ ngay ngắn quá, không cần nha. Dạ. Yeah. Cái này mới đặc sắc nè. Cái này là đặc sắc nha, khi mà mình kiếm tiền mùa lễ nè. Mấy cái mùa lễ kiếm tiền rồi phải chơi mấy cái này mới kiếm tiền được. Em biết vẽ cái áo len không? Cái áo len nhìn nó phức tạp lắm không? Nhìn vô là không muốn vẽ rồi, nhưng thiệt sự nó rất là dễ. Rồi, ready chưa? Nè, cái áo len nè. Nối cái này qua bên đây. Nè. Nối vô nha. Thấy chưa? Tới đây xong chưa? Rắc bột lên đó. Chưa, đúng rồi. Còn chụp hình nữa nha. Bột kim tuyến hả? Đúng rồi, kim tuyến mà dạng như kim tuyến mà nó sáng thì là sáng á. Sáng chói á. Cái gì hứng à? Hứng. Nè, thấy không? Live hả? Dạ đúng rồi, cũng đang live. Nói chim nè, rắc vô. Trời ơi, chịu gì cho nó nổi, trời ơi. Nhức cái nách luôn.
nách nổi hạch luôn. Đúng rồi, hơn phủi đi, trời nó sáng long lanh lắm. Từ từ nó đưa vô hơn thúc nha. Tiếng đẹp. Dạ, yeah, cái tiếng nó ánh lên đẹp lắm. Hiểu nè. Mình rửa cọ ha. Mười ly là bên đây. Này 20 ly. Khôi chưa? Ngắt dây đi. Này phủi nha. Đó. Phun đỏ đỏ hả? Nãy thấy con bể cầm đâu đi ra kia rồi. Ok, rồi ha, cũng là một trong những cái kiếm tiền. Còn thôi lỡ rồi làm luôn cái này đi. Đúng chứ rồi, đúng chứ nó chống chảy quá, thấy nó cũng kỳ. Này vẽ different. À, deep fan hả? Muốn làm deep fan hả? Yeah. Ok, deep fan thì dễ thôi mà. Mà deep fan thì cái này nó hơi bóng. Deep fan này nó hơi bóng. Chỉ cho đi dễ fan, deep fan nha. Đúng rồi. Bóp phở ra. Ok. Deep fan sao? Deep nó có nghĩa là cong vòng lên á. Deep á, chứ phải là deep vô. Deep á. D-E-E-P á. Dễ lắm, đi fan nha, dễ lắm. Nói chung là biết rồi thì giống gì cũng dễ, mà không biết thì giống gì cũng khó á. Tập thôi, tập. Ừ. Thích dễ khỏi đó rồi. Nó dài á, nó dài nè. Quẹt đây nè. Ngay đây cái không? Ừ. Thấy ngay giữa cái không? Nè, ngay đây cái không? Bắt đầu từ trên đây nè. Đi thẳng xuống đường. Muốn deep cỡ nào thì deep cỡ đó. Thí dụ đúng deep rồi. Dày. Nhiều người muốn deep nhiều thì lên trên. Ừ. Muốn deep nhiều thì đây. Rồi xong rồi đó. Xong chưa? Ừ. Chưa. Nhưng mà cái khung lại ra nè. Bắt đầu mình làm vậy ha. Làm tròn đó. Đúng rồi, làm tròn hối. Rồi tô vô, xong. Xong rồi, dễ mà. Mà dễ chuyên nghiệp rồi là không cần làm vậy. Ừ, chuyên nghiệp thì là... tô đúng rồi, tô lên. Này là mấy người beginner. Đúng rồi, nhưng mà mình chỉ người ta, mình phải chỉ cho nó dễ nhất. Chứ mình chỉ mấy cao siêu quá người ta làm đâu nổi. Beginner chứ đâu mà ai mà professional chỉ. Đúng rồi. Professional thì người ta cũng chả cần coi mình làm gì. Còn nếu mà em muốn xịt xuống dưới đây thì xịt xuống dưới đây. Ừ, lấy cái đồ, cái keo trắng á. Đẹp ha. Đẹp ha. Đầy đường. Sơn trắng lên. Anh cho em hỏi, em thấy có mấy cái dễ người ta nó có người treo dễ riêng nữa là nó đặc hơn nữa.
À, là trong cái hũ nhỏ nhỏ là cái đó là cái gì anh? Thấy cái một... Nó đặc hơn em, nó đặc hơn nữa. Yeah. Mấy đó để vẽ cho mấy cái treo treo ạc á, mấy cái mà... Vậy cái đó nó khác cái này ha? Cái này nó dễ vẽ hơn cái kia, đặc lắm. Đặc để vẽ, mấy nhiều khi người ta vẽ cái mặt người á. Dạ. Người ta cần phải có những cái treo rất là đặc, đậm đặc luôn á. Đó. Mình gò nó lại ha. Đi mình gò nó lại chút. Vậy cái này là phải là cọ nhỏ dễ được ha? Hay là cọ nào cũng dễ được không? Đâu phải cọ nào dễ không được, thì nói vậy dễ quá rồi. Cọ là nó chiến chiến chút. Mình muốn thu hẹp vô thì mình vẽ cánh nó thu vô. Dạ không, vậy đẹp à, vậy đẹp à. Đó, rồi ha. Như anh thì anh thấy cái chỗ này cần phải bo một chút nè. Chút đỉnh nè. Dạ. Đó, mà khách thì nó không chối mình đâu. Nhưng mà mình muốn làm cho nó đẹp rồi. Mình đưa vô mình hớ thôi. Rồi, vậy là tạm thời cái video của mình xong ha các bạn ha. Bạn nào muốn order, bữa nay thì bạn nào muốn order những cái sản phẩm của Chisel á, mà đang có sale á, nhớ gọi cho supply nha các bạn. 214-214-8000 nha. Đang có very good deal nha các bạn ơi. Nhớ cây cọ của mình á, cọ gì cũng vậy á, phải bảo quản nó nha. Đừng có phụ bạc nó. Mình mà phụ bạc nó đến khi mà mình cần nó, nó phản mình luôn á, nó phản chủ luôn á. Rồi biết vẽ lửa chưa? Chưa biết hả? Thôi bữa sau học tiếp. Ok, rồi sơn thấp cốt lên. Yeah. Xong xà bông luôn. Dễ quá. Ừ, màu số 9 là một trong những màu hot của Chisel đây. Màu sen cũng quá đẹp luôn. Ok, vậy là mình đã làm xong cái video này. Phong sẽ tắt cái video này đi. Phong đi, mình sẽ đi ăn lên một chút xíu nha. Mình sẽ trở lại với các bạn cho next video nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. See you next video. Nhớ nha, bạn nào muốn order những cái sản phẩm làm nail, đặc biệt là cái chai Super Deep Base và cái chai hai size top coat để mà làm cho deep á các bạn. Lát hồi Phong sẽ làm hướng dẫn cho các bạn deep frame. Deep frame bằng cọ rắc nha các bạn. Đó, hai cái chai này. Ở đây có bán nha các bạn. Các bạn gọi vô show cho supply nha. Số điện thoại là 214-214-8000. Thank you very nhiều. And see you next video. Bye bye. Happy, love you. Love you all và love you more. Ok. Rồi, thank you man. You're welcome.